Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại hành trình khám phá lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, nhà Đường là một trong những triều đại phát triển cực thịnh và mở rộng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ra trường quốc tế. Thế nhưng đến khi Hoàng đế Đường Huyền Tông nắm chính quyền vào những năm cuối đời, không quản nghiêm việc triều chính, lại ngày đêm đắm chìm vào tử sắc, không quan tâm đến đời sống nhân dân nên biến loạn đã xảy ra khắp nơi. Các phe phái trong triều đấu tranh khi ngấm ngầm công khai đều nhằm mục đích tư lợi, không vì lợi ích quốc gia, khiến việc trị nước ngày càng rối ren. Trong đó có một cuộc phản loạn đã xảy ra dưới triều đại nhà Đường. Đây cũng là một cuộc thanh trừng đẫm máu, giành quyền thống trị ở cấp trung ương, tạo bước ngoặt đánh dấu sự lụn bại của chính quyền Trung Hoa thời nhà Đường. Vậy cuộc chính biến đó đã diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Ngấm ngầm chuẩn bị làm phản. An Lộc Sơn, người khởi xướng cuộc biến loạn chấn động nhà Đường, là người dân tộc Đột Quyết. Năm 724, An Lộc Sơn phạm tội ăn trộm dê, bị tiết độ sứ của nhà Đường là Trương Thủ Khuê bắt giam. Khi sắp bị hành hình, Lộc Sơn kêu to: "Đại nhân không đi giết giặc phiền, lại ở đây đánh chết Lộc Sơn, chẳng có uy danh gì cả." Trương Thủ Khuê thấy Lộc Sơn cao to trắng trẻo, lời nói khác thường, bèn thu nhận. Thấy ông dũng cảm, khỏe mạnh, Thủ Khuê nhận Lộc Sơn làm con nuôi. Sau này, Thủ Khuê có công lao ngoài biên ải, được Hoàng đế Đường Huyền Tông gọi về triều. An Lộc Sơn như vậy cũng được thăng tiến, dần dần trở thành tướng tiên phong của nhà Đường. Từ năm 740 đến năm 751, An Lộc Sơn được thăng từ Đô Đốc Doanh Châu lên Tiết Độ Sứ Ba Trấn, Phạm Dương, Hà Đông và Bình Lư, nắm toàn bộ vùng Đông Bắc Trung Quốc khi đó. Ở thời đỉnh cao quyền lực, An Lộc Sơn nắm 1/3 quân số nhà Đường, tương đương 15 vạn quân. Ngay khi Lộc Sơn chưa có thế mạnh, thì tướng Trương Kiều Linh, thái tử Lý Hành đã không vừa lòng, cho rằng Lộc Sơn sớm muộn sẽ làm phản. Huyền Tông không tin, trái lại còn thỏa mãn các yêu cầu của Lộc Sơn như cho bổ sung quân nhu và binh mã. An Lộc Sơn biết được điều này nên càng gấp rút chuẩn bị lực lượng để lo cho tương lai khi Đường Huyền Tông qua đời. An Lộc Sơn mất tổng cộng 8 năm để xây dựng lực lượng trung thành, dũng mãnh, sẵn sàng khởi binh khi thời cơ đến. An Lộc Sơn cho thu nạp những văn sĩ bất mãn người Hán như Nghiêm Trang, Cao Thượng, Trương Thông Nho, Lý Đình Kiên làm mưu sĩ. Đầu năm 755, An Lộc Sơn dùng 32 tướng người Hồ thay các tướng người Hán, ra sức tích lương thảo, nuôi nhiều chiến mã. Nhờ vậy mà thực lực quân nổi loạn mạnh hơn hẳn lực lượng của triều đình trung ương nhà Đường. Cuộc khởi nghĩa gây chấn động lịch sử Trung Hoa. Tháng 11 năm 755, An Lộc Sơn khởi binh ở Phạm Dương, lấy cớ thanh trừng thừa tướng Dương Quốc Trung. Từ đó bắt đầu loạn An Sở, cuộc nổi loạn gây chấn động lịch sử Trung Hoa. Quân nổi loạn được đào tạo bài bản do An Lộc Sơn chỉ huy, nhanh chóng tràn xuống phía Tây, đánh chiếm Lạc Dương. Quân đội nhà Đường bạc nhược, liên tiếp bị thua trận. Năm 756, An Lộc Sơn tự xưng là Yên Đế ở Lạc Dương, lấy hiệu là Thánh Vũ. Quân Yên mở rộng chiến trường ra khắp nơi. Tháng 6 năm 756, An Lộc Sơn mang quân tấn công Trường An, bị tướng Kha Thư Hàn mang 20 vạn quân án ngữ trước cửa ải Đồng Quan. Giữa lúc đó, Đường Huyền Tông nghe tin thắng trận, nôn nóng muốn diệt phản loạn, bèn hạ lệnh cho Kha Thư Hàn xuất quân. Kết quả bị An Lộc Sơn đánh tan tành, 20 vạn quân trấn ải bị tiêu diệt. An Lộc Sơn thừa thắng, kéo quân vào kinh đô Trường An, khiến Đường Huyền Tông phải hối hả bỏ chạy về phía Tây. Tình trạng quân Đường lúc đó vô cùng hỗn loạn, các tướng sĩ oán hận anh em Dương Quốc Trung và Dương Quý Phi nên nổi loạn giết Quốc Trung và ép Huyền Tông xử tử Quý Phi, nếu không sẽ không hộ giá nữa. Huyền Tông đành mang Quý Phi đi treo cổ. Sức khỏe Đường Huyền Tông suy yếu, Thái tử Lý Hanh lên ngôi, gọi là Đường Túc Tông. Quân Đường từ đó bắt đầu được tổ chức lại, phản công quân Yên, một phần nhờ vào sự hỗ trợ của các bộ tộc lân cận và Vương quốc Hồi giáo Abbas. Những vị tướng mới đã khích lệ sĩ khí quân Đường, từng bước chiếm lại được Lạc Dương và Trường An. Tình hình trở nên tệ hơn với quân Yên khi An Lộc Sơn bị con trai An Khánh Tử giết chết để cướp ngôi. Trong một lần bị quân Đường bao vây, An Khánh Tử phải nhờ Sử Tư Minh đến giúp mới thoát nạn. Nhân cơ hội này, Sử Tư Minh cũng giết luôn An Khánh Tử, tự xưng mình là hoàng đế của nước Yên. Trong một thời gian ngắn, Sử Tư Minh chiếm lại được thành Lạc Dương từ tay nhà Đường, nhưng rồi cũng bị chính con trai Sử Triều Nghĩa giết hại. Quân Đường nhân cơ hội này không ngừng lập nên chiến thắng, đánh bại nước Yên do An Lộc Sơn lập nên vào năm 763. Lịch sử nhà Đường chép,
dân số trước thời Loạn là 53 triệu, nhưng đến khi dẹp Yên thì chỉ còn 17 triệu người, đủ để thấy sự tàn khốc của cuộc biến loạn. Quý vị thân mến, sử sách Trung Quốc sau này đánh giá Loạn Át Sử là một trong những cuộc khởi nghĩa tàn bạo nhất và có ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Trung Hoa. Loạn Át Sử chấm dứt, nhưng nhà Đường không còn cách nào kiểm soát được những vùng đất biên ải. Tình trạng tiết độ sứ cát cứ vẫn diễn ra, trong khi đó chính sách phúc lợi ở trong nước như xây viện dưỡng lão, cấp thuốc miễn phí được triển khai không đi đôi với điều kiện thực tế đã khiến Minh Triều sụp đổ vào năm 907. Và để tìm hiểu rõ hơn, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của video. Chính sách phúc lợi quá hoàn hảo. Trên chiến trường, Minh Thái Tổ Trung Nguyên Chương nổi danh là người sát phạt quả quyết. Tuy nhiên, khi sáng lập nên Minh Triều, ông lại rất quan tâm đến phúc lợi xã hội cho dân chúng. Dưới thời Minh Thái Tổ tại vị, chỉ cần nghe thấy nơi đâu có bách tính lầm than, hoàng đế dù trước mặt quần thần cũng không cầm được mà thổn thức rơi lệ. Từ tấm lòng thương dân như con ấy, Trung Nguyên Chương đã lập nên một loạt các chính sách phúc lợi nhằm an dân, an sinh. Công cuộc phúc lợi toàn dân do ông khởi xướng đã đạt được 3 thành tựu lớn, đó là mở các tế viện nuôi dưỡng người già, cô nhi và người khuyết tật, cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho người dân và khởi công xây dựng nhiều khu nghĩa trang miễn phí. Trong xã hội phong kiến lúc bấy giờ, những tư tưởng tiến bộ của Trung Nguyên Chương đã hoàn toàn đi trước thời đại. Cho tới nay, hậu thế vẫn ca ngợi triều đại của ông, lão đắc khởi, bệnh đắc khởi, tử đắc khởi, nghĩa là lúc tuổi già được sung sướng, khi bệnh tật được chăm sóc, tới lúc chết cũng được an nghỉ. Để các chính sách phúc lợi được thực thi công bằng và nghiêm chỉnh, Trung Nguyên Chương đã ra sắc lệnh, bất kể nơi nào có tai nạn mà chưa được cứu trợ, quan chức địa phương phải đích thân tới thăm hỏi. Chưa dừng lại ở đó, Minh Thái Tổ còn lo cho người dân từ bữa cơm tới manh áo thường ngày. Luật lệ Đại Minh khi đó có quy định, người lớn mỗi tháng được phát 3 mễ gạo, khoảng 15 kg. Mùa đông, mỗi người được phát 3 trượng vải, 1,2 mét để may trang phục. Chế độ trợ cấp này đã chính thức được ghi vào Đại Minh luật. Các quan chức phải nghiêm túc chấp hành. Cũng như vậy mà nhân dân dưới thời Trung Nguyên Chương đều ăn no, mặc ấm. Phúc lợi dành cho người già được triều đình chú trọng hơn cả. Vào năm Hồng Vũ thứ 20, Minh Triều ban hành chế độ dưỡng lão trung thân. Theo đó, người già từ 80 tuổi trở đi mỗi tháng sẽ được cấp 3 đấu gạo, 1,5 kg rượu và 2,5 kg thịt. Người nào từ 90 tuổi trở lên còn được cấp thêm 1 tấm lụa và 5 kg vải sợi mỗi năm để may áo. Không chỉ trợ cấp về kinh tế, luật pháp Minh Triều cũng phá lệ khoan dung đối với những người lớn tuổi. Danh thần Hàn Nghi từng ghi lại, ở An Huy, trước kia từng có một ông cụ bị tố lừa đảo, đúng ra phải xử án lưu đày. Nhưng vì tuổi tác đã cao nên được trả về gia đình. Ở Giang Nam, có một thanh niên đánh người khác bị thương, theo đúng luật phải xung quân hoặc đi tù. Nhưng vì còn mẹ già không ai chăm sóc nên được khai ân, chỉ phải về quê lao động cải tạo. Như vậy, có thể nói, dưới thời Trung Nguyên Chương, trong nhà có một người già chẳng khác gì có một thứ pháp bảo. Minh Triều từ đó cũng đã trở thành triều đại đầu tiên khai sáng hình thức dưỡng lão ở Trung Quốc. Một việc khác cũng được Trung Nguyên Chương chú trọng không kém, đó chính là cứu tế. Chính sử Minh Triều có ghi, khi Hồ Bắc xảy ra nạn hồng thủy, quan bộ hộ được giao việc cứu tế, nhưng vì chậm trễ mà nửa năm sau mới tới vùng có thiên tai để cứu nạn. Trung Nguyên Chương biết chuyện đã hạ lệnh xử tử không thương tiếc. Cũng từ sau vụ việc này, Minh Thái Tổ đã dốc lòng đầu tư cho việc báo hiệu cứu nạn để tránh xảy ra những trường hợp cứu tế chậm trễ. Ông đã cho phép các quan được tiền trảm hậu tấu trong việc cứu trợ thiên tai. Theo đó, bất cứ nơi đâu cần cứu nạn khẩn cấp, quan quân địa phương có thể xuất kho phát trần trước khi được triều đình cho phép. Đại Minh dưới thời Trung Nguyên Chương, mỗi năm thu thuế thóc lên tới 3.200 vạn thạch, một thạch bằng 100 kg. Ngay tới triều đại thịnh trị nhất trong lịch sử của Trung Hoa là triều nhà Đường cũng chưa từng làm được điều này. Nhờ vào lượng thuế thu được dồi dào, Trung Nguyên Chương đã lập nên các kho thóc cứu trợ tại mỗi địa phương trên cả nước. Loại kho thóc này chuyên dùng cho mục đích cứu tế khẩn cấp. Để có thể nhân rộng quy mô, triều đình đã cấp 200 vạn giấy cấp lương thực, bỏ vốn khởi công xây dựng hàng ngàn kho thóc dự bị ở nhiều nơi trên khắp cả nước. Các kho thóc này do quan phủ triều đình giám sát. Bên cạnh đó, còn có các thân sĩ địa phương phụ trách giữ gìn. Nhờ vậy mà việc cứu tế đặc biệt nhanh chóng và hữu dụng. Cho tới lúc lâm chung, tấm lòng Minh Thái Tổ Trung Nguyên Chương vẫn mãi canh cánh về vấn đề an dân, an sinh. Trong di chúc,
ông đặc biệt dặn dò, việc tang sự càng đơn giản càng tốt, tránh tốn kém, càng không để ảnh hưởng tới việc hôn tang của dân chúng. Sau này, dưới các đời vua triều Minh như Minh Thành Tổ Chu Đệ, Minh Anh Tông Chu Kỳ Trấn, Minh Hiếu Tông Chu Hiếu Đường cũng đều rất chăm lo cho các chính sách phúc lợi cho dân mà tổ tiên đã gây dựng. Lụi bại vì không cân bằng được phúc lợi và điều kiện thực tế. Tuy nhiên, để duy trì chính sách tốt đẹp nhân văn này, nhà Minh về sau đã phải đối mặt với một sự thật phũ phàng. Triều đình không biết lấy đâu ra ngân sách cho các khoản phúc lợi ngày một nhiều kể trên. Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến việc thiếu tiền phúc lợi là do vấn đề thể chế. Lúc đầu, chế độ phúc lợi của Minh Triều được đảm bảo là bởi Trung Nguyên Chương chú trọng đầu tư thể chế kinh tế. Khi tiền thuế ruộng, thuế thóc ổn định, những nguồn phúc lợi mới có thể được đảm bảo. Tuy nhiên, tới giữa thời nhà Minh, ruộng đất bị sát nhập ngày càng nhiều, kinh tế hàng hóa phát triển, nông nghiệp bị lép vế. Nhìn qua, cứ tưởng là một nền kinh tế mở và phồn vinh, nhưng thực chất, nguồn của những khoản phúc lợi đã bị đứt gánh giữa đường. Bên cạnh đó, nạn tham ô xảy ra ngày càng nhiều. Các kho thóc từ của công lại trở thành của tư vì sự cấu kết của các quan giám sát và phú nông. Tuy nhiên, khi điều kiện thực tế không cho phép các chính sách phúc lợi được duy trì ổn định như trước, các vấn đề bất cập trong xã hội đã nảy sinh. Khi Đại Minh lâm vào tình cảnh dân quốc nghèo, phúc lợi không đủ, quốc khố cạn kiệt, nhân dân phải nghĩ ra cách để tự cứu lấy mình. Các xã thương từ đó bắt đầu hình thành. Các loại xã thương này vốn dĩ có từ thời Nam Tống, sau được hợp pháp hóa dưới thời vua Minh Anh Tông. Cho đến năm Gia Tĩnh thứ 8, dưới thời Hoàng đế Minh Thái Tông, nhiều địa phương trên cả nước đều đã có xã thương. Hình thức tổ chức của xã thương là 30 nhà hợp thành một hội, sau đó bầu ra một người sáng lập, sau đó căn cứ vào gia cảnh. Nhà giàu bỏ ra 4 đấu lương thực, nhà trung trung bỏ ra 2 đấu, nhà nghèo bỏ ra 1 đấu, cứ như vậy lập thành xã thương. Khi gặp cảnh đói kém, người có tiền có thể tới xã thương vay thóc, đến mùa thu hoạch phải hồi trả. Những gia đình nghèo thì cần mượn tiền để vay thóc. Đây chính là hình thức tự mình cứu lấy mình khi phúc lợi từ triều đình ngày một đi xuống. Đối với kiểu xã thương này, Minh Triều vô cùng tự đắc mà cho rằng bách tính tương trợ lẫn nhau, tiết kiệm cho quốc khố của triều đình. Tuy nhiên, điều không lường trước được là các xã thương này qua thời gian lại trở thành cái mầm hậu họa. Các dòng họ nắm quyền tại xã thương đã cấu kết với nhau để trốn thuế, lậu thuế. Việc hình thành xã thương với quy mô nhỏ cũng gây ra nhiều bất ổn về chính trị. Giang Nam là vùng đất màu mỡ, xã thương thu được nhiều. Nhưng các tỉnh ở vùng núi Tây Bắc điều kiện khó khăn, xã thương ít ỏi, dân tình túng đói. Triều đình lại không đủ khả năng cứu trợ, khiến tình trạng dân sinh mất cân bằng. Phía Tây Bắc liên tục xảy ra phản loạn. Ở Giang Nam, kinh tế phát đạt, người giàu ngày càng nhiều. Nhờ đó mà các dịch vụ phúc lợi tự túc cũng ngày một nở rộ. Các trường học miễn phí cho trẻ em nghèo được lập nên. Các y xá bốc thuốc miễn phí cũng được hình thành. Nhiều cửa hàng phát trần cháo cho người dân đi vào hoạt động. So với triều đình, những người này làm việc còn thành tâm và quy củ hơn nhiều. Mỗi kỳ đều phải họp mặt, kê khai các khoản thu chi kỳ trước, sau đó quyên tiền. Mỗi lần như vậy đều khiến lòng người quy phục. Cứ như vậy, Đảng Đông Lâm được hình thành tại Giang Nam. Người của Đảng Đông Lâm có đủ các thành phần từ quan lại, trí thức tới thương gia. Với ngọn cờ Minh Vong Thanh Hưng, Đảng đã thu hút được đông đảo thành viên, lại vô cùng được nhân dân ủng hộ. Sau này, Hoàng đế Sùng Trinh tiên dùng hoạn quan đã để Ngụy Trung Hiền sát hại lãnh đạo Đông Lâm Đảng, gây nên vụ án oan nổi tiếng trong lịch sử của Trung Quốc. Dân chúng Giang Nam vì bất bình mà nổi dậy bạo loạn. Không lâu sau, Sùng Trinh Hoàng đế bất lực trước cảnh thù trong giặc ngoài, đã phải tự vẫn khi quân nổi loạn của Lý Đại Thành tiến vào Kinh Sư. Kỳ thực, sự sụp đổ của Minh Triều suy cho cùng cũng là cái họa tự chuốc. Ngay từ đầu, triều đại này đã đặt ra phúc lợi quá cao. Sau này, khi ngân khố không đủ, các kho thóc cứu tế sụp đổ, tế viện cũng mất, mới hình thành nên các xã thương. Việc này không chỉ khiến kinh tế cả nước bị chia năm xẻ bảy, mà quan trọng nhất là làm mất lòng dân chúng. Bản thân Minh Triều đã mục ruỗng không thể cứu vãn, lại thêm lời hứa hẹn vĩnh bất gia phố, vĩnh viễn không tăng thuế từ Thanh Triều, nên triều đại có chế độ phúc lợi tốt nhất trong lịch sử này cũng vì thế mà rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Vậy nhưng sau này, hậu thế vẫn luôn dành những lời ca tụng về một triều đại khoản đãi bách tính, yêu dân như con. Cho tới thời vua Thuận Trị Triều Thanh, học giả Lục Ứng Thời vẫn không khỏi cảm thán khi nhớ về tiền triều. Tới nay, phụ lão khi nhắc tới thời ấy vẫn một lòng thương nhớ.
Quý vị thân mến, tháng 11 năm 755, An Lộc Sơn khởi binh ở Phạm Dương lấy cớ thanh trừng thừa tướng Dương Quốc Trung, từ đó bắt đầu loạn A Sử. Cuộc nổi loạn gây chấn động lịch sử Trung Hoa, quân nổi loạn được đào tạo bài bản do An Lộc Sơn chỉ huy nhanh chóng tràn xuống phía Tây, đánh chiếm thành Lạc Dương. Quân đội nhà Đường bạc nhược, liên tiếp bị thua trận. Sử sách Trung Quốc sau này đánh giá loạn A Sử là một trong những cuộc khởi nghĩa đẫm máu nhất đã cướp đi 36 triệu người và có ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Trung Hoa.